Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 2, chương trình sách kết nối tri thức với cuộc sống qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập. Bài 14 tiết 2. Trang 54. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1, tính nhẩm. Phép tính nhẩm thứ nhất là 8 cộng 3. Rồi đến hôm nay thì những phép tính này là chắc là các em thực hiện rất là thành thục rồi đúng không? Ở các video trước chúng ta học rất là kỹ rồi. Rồi em nào quên rồi thì thầy giáo sẽ nhắc lại cho các em nhớ nha. Phép tính thứ nhất 8 cộng 3. Đây là phép cộng qua 10 trong phạm vi 20. Cách thực hiện là các em sẽ dùng phương pháp tách số. Ở đây các em tách số nào cũng được nha. Ví dụ thầy giáo tách số 3. Vì 8 cộng 2 bằng 10 cho nên số 3 này các em sẽ tách ra một số là 2 này. Số còn lại là 3 trừ 2 bằng 1 này. Được chưa? Tiếp theo là các em lấy 8 cộng với 2 bằng 10. 10 cộng với cái số 1 còn lại như này thì bằng 11. Rồi các em thấy có dễ không? Dễ chưa? Vậy 8 cộng 3 bằng 11. Và các em lưu ý cho thầy giáo nha. 8 cộng 3 bằng 11. Số 8 này chúng ta gọi là số hạng. Số 3 này gọi là số hạng. 11 chúng ta gọi là gì? À 11 chúng ta gọi là tổng đúng không? Nếu các em lấy tổng, các em trừ đi một trong hai số hạng này thì chúng ta sẽ được kết quả là số hạng còn lại. Cụ thể các em lấy 11 trừ 8 thì sẽ bằng 3. Còn 11 mà trừ 3 thì sẽ còn lại là 8. 11 trừ 3 thì sẽ bằng 8. Rồi các em đã hình dung ra chưa? Được chưa? Bằng cách làm tương tự các em bấm tạm dừng video và các em thực hiện các phép tính còn lại nha. Rồi các em bấm tạm dừng video và các em làm bài. Rồi bây giờ các em sẽ so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. 9 cộng 6 bằng bao nhiêu? À 9 cộng 6 bằng 15. Nếu lấy 15 mà trừ đi 9 thì còn lại là mấy? À 15 mà trừ đi 9 thì còn lại là 6. Còn nếu lấy 15 mà trừ đi 6 thì còn lại là 9. Đúng không? Các em thấy dễ hơn ăn kẹo không? Rồi tiếp theo nha. 5 cộng 7 bằng bao nhiêu? Em nào cho thầy giáo biết 5 cộng 7 bằng bao nhiêu? Rồi các em khoan đang viết. Bây giờ các em sẽ suy nghĩ xem là 5 cộng 7 bằng bao nhiêu. Các em phải tập trung nghe thầy giáo giảng nha. 5 cộng 7 bằng bao nhiêu? À 5 cộng 7 bằng 12. Nếu lấy 12 trừ đi 5 thì sẽ bằng 7. 12 trừ đi 7 thì sao? À 12 trừ đi 7 thì bằng 5. Được chưa? Rồi em nào giơ tay cho thầy giáo biết là 8 cộng 9 bằng bao nhiêu? À 8 cộng 9 bằng 17. Nếu lấy 17 trừ đi 8 thì bằng mấy? À 17 mà trừ đi 8 thì bằng 9. Còn nếu lấy 17 mà trừ đi 9 thì còn lại là 8. Đúng không? Rồi tiếp theo. Các em sang bài tập số 2. Tính. Ở đây các em lưu ý là chúng ta sẽ thực hiện phép tính từ trái sang phải. Được chưa? Từ trái sang phải. Câu A này.
Câu A thì các em sẽ lấy 7 cộng 4 trước này. Được kết quả bao nhiêu thì chúng ta sẽ cộng với số 5 còn lại. Được chưa? Rồi. 7 cộng 4 bằng bao nhiêu? À 7 cộng 4 bằng 11. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ làm gì? Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy số 11 này. Chúng ta cộng với số 5 còn lại. 11 cộng 5 bằng 16. Vậy chúng ta sẽ điền vào chỗ chấm này là số bao nhiêu? À số 16, đúng không? Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em sẽ thực hiện các phép tính còn lại nha. Rồi tiếp theo là chúng ta sang câu B này. Câu B này thì trước hết là chúng ta sẽ lấy 8 cộng 4, đúng không? Rồi, em nào cho thầy giáo biết là 8 cộng 4 bằng bao nhiêu? À, 8 cộng 4 bằng 12. Sau đó chúng ta lấy 12 trừ đi 9 này. 12 trừ 9 bằng bao nhiêu? À, 12 trừ 9 bằng... Rồi. Nếu em nào mà quên cách trừ rồi nha, thầy giáo nhắc lại cho các em nhớ này. 12 trừ 9 thì chúng ta sẽ dùng phương pháp tách số. Cụ thể là chúng ta sẽ tách số bị trừ. Các em tách 12 thành 10 cộng với 2. Sau đó các em lấy 10 trừ 9 bằng mấy? À 10 trừ 9 thì các em nhắm mắt các em cũng nhẩm được là bằng 1, đúng không? Rồi 1 cộng với số 2 còn lại. 1 cộng với số 2 còn lại thì bằng mấy? À bằng 3, đúng không? Bằng 3. 12 trừ 9 bằng mấy ở đây? Bằng 3. Vậy chỗ này là kem điền số 3. Rồi sang ý C. Trong ý này thì kem sẽ lấy 13, các em trừ đi 6 trước. 13 trừ 6 bằng bao nhiêu? À 13 trừ 6 bằng 7. Sau đó các em lấy 7, các em cộng với số 8 còn lại này. 7 cộng 8 bằng bao nhiêu? À 7 cộng 8 bằng 15. Được chưa? Các em viết vào đây là số 15. Sang câu D. 17 trừ 8 trừ 3 thì các em lấy 17 trừ 8 trước. Rồi các em nhắm mắt lại, các em nhẩm như thầy giáo là xem 17 trừ 8 bằng bao nhiêu. À 17 trừ 8 bằng 9, đúng không? Rồi 9 trừ tiếp đi 3. 9 trừ tiếp đi 3 thì bằng 6. Rồi bằng 6, các em viết số 6 vào đây. Tiếp theo em sang bài tập số 3. Nam gấp được 13 cái thuyền, Việt gấp được ít hơn Nam 7 cái thuyền. Hỏi Việt gấp được bao nhiêu cái thuyền? Rồi trước hết là chúng ta sẽ lấy giấy nháp ra. Các em lấy giấy nháp ra. Các em đọc kỹ bài toán và tóm tắt bài toán. Sau đó là các em sẽ xác định xem là bài toán này nó thuộc dạng bài toán nào mà chúng ta đã học. Bài toán về hơn kém nhau bao nhiêu, hay là bài toán về thêm bớt một số đơn vị, hoặc là bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị. Rồi các em bấm tạm dừng video và các em comment ở bên dưới video cho thầy giáo biết nha. Rồi trước hết là chúng ta tóm tắt bài toán này. Nam gấp được 13 cái thuyền, Việt ít hơn Nam 7 cái thuyền. Như vậy Việt gấp được bao nhiêu cái thuyền? Bài toán này nó thuộc dạng bài toán nào nhỉ? À, trong bài toán có từ ít hơn. Rồi như vậy đây là bài toán về ít hơn một số đơn vị. Và các em ghi nhớ cho thầy giáo, nhiều hơn thì chúng ta cộng, ít hơn thì chúng ta trừ. Cụ thể ở đây các em lấy số lớn trừ số bé. 13 trừ 7. Rồi các em nhẩm xem là 13 trừ 7 bằng bao nhiêu.
Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ giải bài này như sau. Trước hết là các em sẽ viết câu trả lời. Các em dựa vào câu hỏi của bài toán. Hỏi Việt gấp được bao nhiêu cái thuyền? Các em bỏ từ hỏi đi. Từ bao nhiêu các em thay bằng từ số. Các em viết thêm từ là ở cuối câu. Như vậy chúng ta có câu trả lời là Việt gấp được số cái thuyền là. Rồi. Vì đây là bài toán về ít hơn một số đơn vị, cho nên các em sẽ lấy số lớn trừ đi số bé. 13 trừ 7 bằng 6. 6 ở đây là 6 cái nha, chứ không phải là 6 con, 6 quả nha. Rồi, đáp số là 6 cái thuyền. Tiếp theo, các em sang bài tập số 4. Đúng thì các em sẽ điền D vào ô trống, mà sai thì các em sẽ điền là S vào ô trống. Thầy giáo ví dụ câu E. 14 trừ đi 6 bằng 7, đúng hay sai? Rồi muốn biết đúng hay sai thì các em sẽ nhẩm phép tính này thôi. 14 tách ra bằng 10 cộng 4 này. Lấy 10 trừ 6 bằng 4 này. 4 cộng với 4 này bằng 8. Vậy 14 trừ 6 bằng 8. Mà ở đây người ta viết là bằng 7 là đúng hay sai? À, chắc chắn là sai rồi. Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em sẽ hoàn thành nốt các câu còn lại nha. Rồi bây giờ các em sẽ so sánh xem là mình làm có đúng hay không nào. Câu B. 7 cộng 6 bằng 6 cộng 7, đúng hay sai? Thì trong câu này các em không cần phải tính, chúng ta cũng biết là đúng. Bởi vì sao? Khi chúng ta đổi vị trí của hai số hạng cho nhau thì tổng của chúng không thay đổi. 7 cộng 6 sẽ bằng 6 cộng 7. Được chưa? Vậy các em điền chữ D. Ở đây các em không cần phải tính. Câu C. 11 trừ 8 mà nhỏ hơn 4. Điều này có đúng hay không? Các em nhẩm cho thầy giáo xem là 11 mà trừ đi 8 bằng mấy? À, 11 trừ 8 bằng 3. 3 nhỏ hơn 4 là đúng rồi. Các em điền chữ D. Rồi, câu D. 16 trừ đi 9 lớn hơn 13 trừ đi 7, đúng hay sai? Ta thấy này, 16 trừ 9 bằng 7. 13 trừ 7 bằng 6. 7 lớn hơn 6 là đúng không? Tiếp theo em sang bài tập số 5. Nối theo mẫu. Ở đây người ta làm mẫu là người ta nối số 4 với cái ô trống này. Có nghĩa là chúng ta thay cái số 4 này vào đây, ta sẽ có phép trừ 12 trừ 4. Kết quả 12 trừ 4 là phải lớn hơn 4 và nhỏ hơn 9 nha. Tức là kết quả tính này phải lớn hơn 4 và nhỏ hơn 9 thì chúng ta mới nối ô trống này với số 4. Được chưa? 12 tách ra thành 10 cộng 2. Lấy 10 trừ 4 bằng 6. 6 cộng với số 2 còn lại bằng 8. Ta thấy số 8 này nó lớn hơn 4 này và nó nhỏ hơn 9 này. Như vậy các em sẽ nối ô trống này với số 4. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài. Xem trong những số 2, 3, 5, 6, 7, 8 này, số nào các em thay vào ô trống này? Các em lấy 12 trừ đi mà chúng ta được kết quả nó lớn hơn 4, nhỏ hơn 9 thì các em sẽ nối ô trống này với số đó nha. Rồi các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài. Rồi ở đây các em biết này, kết quả tính được là phải lớn hơn 4, nhỏ hơn 9. Được chưa?
Bây giờ các em lấy giấy nháp ra. Chúng ta thực hiện lần lượt các phép tính. Trước hết là các em thay số 2 vào ô trống này. Ta có phép tính 12 trừ 2 bằng 10. Rồi các em cứ tính trước đi. Sau đó là các em sẽ nối sau. Tiếp theo là các em thay 3 vào. Ta có phép tính 12 trừ 3 bằng 9. 4 chúng ta thay rồi đúng không? 4 là mẫu rồi. Các em thay 5 vào. Ta có 12 trừ 5 bằng 7. Tương tự thay 6 vào. Ta có 12 trừ 6 bằng 6. Thay 7 vào. Ta có 12 trừ 7 bằng 5. Rồi thay 8 vào. Ta có 12 trừ 8 bằng 4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xét kết quả này. Số 10 này lớn hơn 4 nhưng nhỏ hơn 9 là sai. Vậy chúng ta bỏ cái phép tính này đi. Số 9 này lớn hơn 4 là đúng, nhỏ hơn 9 là sai. Các em bỏ tiếp phép tính này đi. Số 7 này lớn hơn 4, nhỏ hơn 9 là đúng rồi. Vậy 12 trừ đi 5 bằng 7. Thì các em sẽ nối cái số 5 này này, nối số 5 này này với ô trống. Được chưa? Phép tính tiếp theo 12 trừ 6 bằng 6. Cái số 6 này lớn hơn 4, nhỏ hơn 9 là đúng rồi. Vậy là các em sẽ nối số 6 này với ô trống. 12 trừ 7 bằng 5. Cái số 5 này nó lớn hơn 4, nhỏ hơn 9 là đúng rồi. Vậy các em sẽ nối số 7 này với ô trống. 12 trừ 8 bằng 4. Số 4 này nó nhỏ hơn 9 là đúng rồi, nhưng nó lớn hơn 4 là sai. Vậy các em bỏ phép tính này đi. Rồi như vậy là chúng ta chỉ nối với 4 này, 5, 6 và 7. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em đừng quên ủng hộ thầy giáo nha, bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Rồi xin chào và chúc em học tốt.